Ok, tiếp theo là một chiếc xe cảnh sáng các bạn. Đây. Ok. Tiếp theo là một chiếc Audi. Wow, rất là đẹp nha. Này. Gầm hơi thấp nha các bạn, nên bị dính nha. Rồi. Còn đây là một chiếc xe khủng long chở thu này, có hai chú khủng long phía sau này. Help me. Đây là gì? Khủng long này khủng long bao chúa nha. Wow, rất là hung dữ luôn nha các bạn. Yeah, ok, wow, quá rất là dễ dàng luôn nha. Tiếp theo đây là một chiếc xe nâng người mình, hay xe chuyên nâng hàng, nâng thùng hàng nha. Đây, nâng xe tải nó cũng được nha các bạn. Nên nâng lên hạ xuống được nè. Yeah. Mà nhìn chi tiết xe này rất là đẹp nha. Mà vô lăng này xoay được này. Ok. Rồi. Tiếp theo là một chiếc trực thăng nha các bạn. Đây. Mà thấy ngầu chưa. Wow, rất là đẹp nha. Mà ra để cho phi công vào này. Ok, let's go. Yeah.